Chào các bạn, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách thức là nộp cái hồ sơ trên cái hệ thống dịch vụ công trực tuyến này như thế nào. Thì sau khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ thấy trên cái hệ thống nó sẽ có hai cái nút, đó là nộp hồ sơ mới và danh sách hồ sơ cũ. Nộp hồ sơ mới tức là các bạn muốn thực hiện nộp các cái hồ sơ của mình, còn danh sách hồ sơ cũ tức là bạn muốn tìm kiếm mở lại các cái hồ sơ mà mình đã khai báo rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái phần là nộp hồ sơ mới. Thì để nộp hồ sơ mới, các bạn sẽ tiếp nhấn chuột vào cái nút là nộp hồ sơ mới. Này, các bạn chờ một xíu. Rồi lúc này hệ thống sẽ hiện ra danh sách các cái thủ tục. Đây, danh sách các cái thủ tục đó mà các bạn có thể thực hiện trên cái hệ thống dịch vụ này. Thì mình ở đây mình sẽ ví dụ nha. Ví dụ cái dịch thủ tục đó là hủy tờ khai hải quan đi. Thì khi các bạn thấy các thủ tục này thì để mà biết là quy trình thủ tục nó như thế nào, quy trình thủ tục như thế nào, thì các bạn sẽ nhấn chuột vào vào cái dòng chữ đó, cái dòng chữ thủ tục. Đây, ví dụ mình sẽ bấm vào chữ là hủy tờ khai hải quan. Thì lúc này hệ thống sẽ hiển thị ra cho các bạn là cái quy trình thực hiện này, trình tự thực hiện này, bước 1 như thế nào, bước 2 như thế nào, rồi cách thức thực hiện, rồi thành phần, số lượng hồ sơ, rồi thời hạn giải quyết, rồi đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, rồi kết quả thực hiện, phí, lệ phí, các mẫu đơn nếu mà có, rồi yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính là như thế nào, đúng không? Thì ở trong đây thì trên hệ thống này hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết, rất là rõ. Thì các bạn xem các cái quy trình thủ tục như thế nào mà các bạn sẽ làm tương tự như vậy. Rồi sau khi mà xem các cái quy trình ở trên rồi thì các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn sẽ thấy có nút là nộp hồ sơ, các bạn sẽ nhấn vào nộp hồ sơ. Rồi sau khi nhấn vào nộp hồ sơ thì lúc này nó sẽ hiện ra cái thông tin hồ sơ để các bạn thực hiện nhập. Thì ở trên này là thông tin về công ty của các bạn, thông tin các bạn đăng ký. Tiếp đến dưới này là thông tin về cục và chi cục hải quan. Thì giả sử đây cục hải quan thành phố, chi cục hải quan Cát Lái đi. Rồi ở đây là họ tên, họ tên đây là tên của cái người nộp hồ sơ. Các bạn lưu ý đây là thông tin người nộp hồ sơ, thì ai là người làm hồ sơ thì các bạn điền vô, hoặc có thể điền cái thông tin người đại diện của công ty, họ tên, email, điện thoại, số chứng minh thư, địa chỉ. Rồi tiếp dưới này, lấy ví dụ như là tiếp dưới này là yêu cầu phải nhập là cái số hiệu tờ khai cần hủy này đó. Thì trên hệ thống này ghi rất rõ số hiệu tờ khai gồm 12 chữ số. Các số hiệu tờ khai ngăn cách bằng dấu phẩy, tức là các bạn muốn hủy nhiều tờ khai thì phải ngăn cách bằng dấu phẩy. Thì các bạn sẽ gõ số tờ khai vô. Rồi tiếp đến ở dưới này là thành phần hồ sơ. Thành phần hồ sơ ví dụ văn bản đề nghị hủy hồ sơ, hủy tờ khai, tức là cái mẫu số 4 á. Thì lúc này các bạn sẽ thấy một cái nút là True File, tức là chọn cái file đó, file công văn của mình. Đó, các bạn chọn cái file của mình. Rồi, ví dụ các bạn tìm đến cái mẫu đó, mẫu số 4. Đây, mẫu 04, đơn đề nghị hủy tờ khai. Đó, open nó lên. Đó, rồi. Nhưng mà trước khi mà bạn muốn thực hiện chọn được cái file, tải cái file lên, thì các bạn lưu ý là các bạn phải có cái chữ ký số. Các bạn phải có cái chữ ký số. Và phải ký cái chữ ký số lên cái file này. Đây. Ví dụ đây là cái file đề nghị hủy. Thì ở đây mình chưa điền thông tin. Thì các bạn sẽ thực hiện điền đầy đủ cái thông tin trên cái công văn đơn đề nghị hủy tờ khai này. Sau đó các bạn sẽ thực hiện ký cái chữ ký số lên cái file này. Thì để ký chữ ký số trên file này, mình lấy giả sử đây là thì đây là một file Word đi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ký trên file này như thế nào. Các bạn sẽ vô đây. Có cái nút trên cái Word của Microsoft có một cái nút như thế này ở bên góc trái phía trên màn hình. Sau đó các bạn bấm vô là Prepare rồi Add a Digital Signature. Đấy, ok. Rồi lúc này các bạn sẽ khi mà các bạn ok á, nếu mà các bạn cố gắng giữ số thì phần mềm nó sẽ, thì cái Word này nó sẽ hiện ra cho các bạn cái chữ ký số. Sau đó bạn chọn cái chữ ký số và ký giống như các văn bản khác thôi, và bấm ok, sau đó nhập cái mã biên chữ số vô là được. Rồi thì sau khi mà ký xong cái file này rồi đó, thì lúc này mình sẽ thực hiện, mình lên mình chọn cái file này lên, thì lúc này hệ thống nó sẽ cho mình đính kèm lên ở thành công, đính kèm lên cái file thành công. Rồi sau đó ở phía dưới này mình muốn thêm các cái tập tin gì khác, thêm các cái file gì khác chẳng hạn, công văn gì khác đó, thì các bạn có thể bấm vô thêm tập tin đó để mà có thể thêm. Rồi tiếp đến ở dưới là thông tin khác, phần ghi chú, nếu các bạn muốn điền gì thì có thể điền phần ghi chú vô.
Rồi tiếp đến ở dưới là nhập mã xác nhận. Mã xác nhận thì các bạn nhập cái mã bên cạnh DUDM. Rồi sau đó các bạn nhấn tôi đã kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi đến cơ quan hải quan. Rồi nếu mà hiện tại bạn chưa muốn nộp hồ sơ thì bạn bấm lưu hồ sơ. Còn nếu mà bạn muốn nộp hồ sơ luôn thì bạn bấm nộp hồ sơ. Rồi lúc này hệ thống sẽ hỏi bạn có chắc chắn hay không và bạn bấm yes là lúc đó sẽ khai lên được hệ thống dịch vụ công này. Đó, như vậy thì đã xong, các bạn đã khai xong bộ hồ sơ. Rồi nếu mà các bạn muốn tìm lại các hồ sơ cũ của mình á thì các bạn vô cái menu là quản lý hồ sơ. Em quản lý hồ sơ. Đó, thì các bạn có những cái hồ sơ nào á thì nó sẽ hiện ra cái list trong này và các bạn có thể mở ra lại và hoặc là và xem cái trạng thái xử lý hồ sơ của hải quan đến đâu. Khi mà hệ thống khi mà phía cơ quan hải quan đã xử lý xong hồ sơ cho các bạn, phúc tập của hồ sơ rồi, trả lại cái thông tin cho các bạn thì trạng thái sẽ trả về cho các bạn là đã hoàn thành kiểm tra. Rồi nếu mà khi mà phía cơ quan hải quan có yêu cầu các bạn là phải sửa sửa cái hồ sơ của mình, sửa đổi gì đó hoặc là từ chối thì các bạn thấy cái chỗ trạng thái này cũng sẽ thể hiện cho các bạn rõ. Đó, thì cái hệ thống dịch vụ công nó rất là đơn giản, quy trình thủ tục thực tế nó giống như các bạn gửi mail vậy thôi. Rồi xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.